Tôi tham gia cái hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam này lâu lắm rồi. Và tôi luôn luôn được bộ giữ đảm nhiệm một cái nhiệm vụ là phó chủ tịch hội đồng doanh nhân nữ. Và hội đồng doanh nhân nữ này thì có một cái thời gian hoạt động đến năm nay là 20 năm. Và qua rất là nhiều cái thời kỳ mà các chị làm chủ tịch hội đồng doanh nhân nữ. Thì tôi thì cũng là cái người tham gia cả Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, rồi Hiệp hội Doanh nhân nữ Việt Nam và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam. Thì tôi thấy rằng là cái Hội đồng Doanh nhân nữ này hoạt động ở dưới một cái phạm trù hoạt động của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, nhưng lại làm được rất là nhiều cái nội dung lan tỏa cho đến các cái nữ doanh nhân Việt Nam. Ngoài ra thì đặc biệt là hội đồng doanh nhân nữ này, ngoài cái việc làm trong 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 đất nước của Việt Nam thì lại còn kết nối được với cả doanh nhân nữ của các nước Đông Nam Á và cả cả các nước APEC. Và chính bản thân ngân hàng SeaBank của chúng tôi đã có một lần được vinh dự là đón tất cả các cái kết doanh nhân nữ của các nước Đông Nam Á và APEC đến dự hội nghị ở Việt Nam và đến thăm một cái cơ sở kinh doanh của chúng tôi, vì tôi lúc ấy cũng là phó chủ tịch hội đồng doanh nhân nữ. Thì đấy là cái điểm mạnh mà tôi đánh giá là nó không những là kết nối lan tỏa những hoạt động rồi hỗ trợ cho doanh nhân nữ Việt Nam, nhưng còn kết nối cả đến khu vực cho các nước Đông Nam Á và APEC. Và ở đây thì vai trò của chị Tuyết Minh, thì chị Tuyết Minh là hiện nay đang là chủ tịch hội đồng doanh nhân nữ, và nếu tôi nhớ là hình như là đã tái cử lần thứ hai. Thế và chị Minh thì có một cái là một cái người phụ nữ mà tôi nghĩ rằng là khá toàn diện, vì chị là hoạt động nhiệt tình và kết nối được cái nhiều cái hoạt động với quốc tế, vì chị có điểm mạnh là chị nói được tiếng Anh. Và tôi nghĩ là một chủ tịch hội đồng doanh nhân nữ cũng là tìm rất hiếm. Ngoài ra thì cũng là cái người mà bản lĩnh tiên phong mà có trí tuệ. Tôi đánh giá là hội đồng doanh nhân nữ đến năm thứ 20 này đã hoạt động rất là thành công dưới mái nhà của hội đồng của VCCI, nhưng cũng là một cái hoạt động thành công cho phụ nữ Việt Nam nói chung và cho các doanh nhân nữ Việt Nam, và đặc biệt là có nhiều ảnh hưởng đối với các doanh nhân nữ mà trẻ và khởi nghiệp. Thì đấy là tôi đánh giá về những cái thành công của hội đồng doanh nhân nữ, cũng như là đối với bà Tuyết Minh là chủ tịch hội đồng doanh nhân nữ, cũng như là ban lãnh đạo của hội đồng doanh nhân nữ, trong đó có tôi là phó chủ tịch. Để chúng tôi cũng rất là tích cực và cũng đi làm được rất nhiều việc cho xã hội, cho cộng đồng, cho doanh nhân nữ và cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Nhân dịp kỷ niệm 2 ngày thành lập Hội đồng Doanh nhân nữ lần thứ 20, tôi cũng xin chúc cho tất cả các chị em trong Hội đồng Doanh nhân nữ và tất cả các chị em là doanh nhân Việt Nam, nữ doanh nhân Việt Nam là có nhiều cái thành công, và đặc biệt là Hội đồng Doanh nhân nữ thì hoạt động ngày một thành công và mang lại nhiều ý nghĩa, nhiều lợi ích cho tất cả các nữ doanh nhân Việt Nam.